Anh thơ cuộc đời vẫn đẹp sao kể bịt mũi cãi nhau với nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải. Ở phim Cuộc đời vẫn đẹp sao, anh thơ vào vai một bà chủ sạp hoa quả. Vì con gái yêu con trai người cửu vạn ở chợ nên chị đã có màn tranh cãi nảy lửa với nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải. Đảm nhận vai phụ trong nhiều bộ phim truyền hình như Cả một đời ân oán, Nhà trọ Ba La Ha, 11 tháng 5 ngày. Nữ diễn viên anh thơ được khán giả nhớ đến với biệt danh ô xin bá đạo nhất màn ảnh Việt. Trong phim Cuộc đời vẫn đẹp sao đang chiếu trên VTV, anh thơ vào vai Hòa, một bà chủ sạp hoa quả ở chợ Long Biên. Cũng bởi vậy mà trang phục của anh thơ trên phim tươm tất hơn các diễn viên khác ở khu chợ. Nếu như phải đến ngày họp báo ra mắt bộ phim, dàn diễn viên mới được ăn mặc lộng lẫy thì anh thơ lại được quyền ăn diện xuyên suốt những ngày quay phim. Chia sẻ với phóng viên Dân Trí, anh thơ cho hay, để cho nhân vật hòa diện hơn khi lên phim, chị đã chủ động chuẩn bị trang phục cho mình. Bên cạnh đó, cũng có hai hãng thời trang đồng hành cùng anh thơ để chị có những hình ảnh đẹp nhất, diện nhất chợ Long Biên. Kể về những kỷ niệm khi quay ở chợ lao động, anh thơ cho biết, chị sợ nhất là mùi. Ở chợ thì có rất nhiều loại mùi mà ai cũng phải nhăn mặt. Bám ảnh nhất là mùi cống và rác vì đấy là đặc sản của khu xóm trọ nơi đây. Có chuyện này chắc chưa ai kể, đoàn phim chỉ được dùng nhà vệ sinh ở chợ Long Biên đến 6 giờ chiều, sau đó họ đóng cửa, nên từ 5 giờ chiều. Có vấn đề gì là phải tranh thủ giải quyết. Vì thế, diễn viên phải ngừng uống các loại nước dù rất khát để đảm bảo cho tiến độ quay phim. Đúng là nghe kể thì không thể hình dung ra nhưng có rất nhiều chuyện buồn cười khi quay ở đây, anh thơ chia sẻ. Trong phim, bà Hòa phát hiện con gái là Nga, Hà Đan đóng, bất ngờ đang hẹn hò với Thạch, Việt Hoàng là con trai của Lưu, người làm cửu vạn, ở chợ. Phản đối đôi bạn trẻ yêu nhau vì không môn đăng hộ đối, bà Hòa đã có màn tranh cãi ấn tượng với đàn anh Hoàng Hải trước cửa phòng trọ khiến khán giả sởn da gà. Nói về phần đoạn bà Hòa cãi nhau này, anh thơ cho hay, căn phòng đó rất nhỏ và nóng. Nhà vệ sinh của xóm trọ lại ngay đó, nên các diễn viên vừa quay vừa bịt mũi vì không thở nổi, ai cũng muốn quay nhanh để làm cảnh khác. Nữ diễn viên kể, cảnh này cả diễn viên và đoàn phim phải vất vả vì không khí bị ô nhiễm. Dù thoại dài vì đang chửi nhau nhưng tôi cũng cố chỉ làm một đúp cho đỡ vất vả. Quay xong mới dám chạy ra chỗ khác để hít thở không khí trong lành. Biên kịch là người sáng tạo lần 1, diễn viên là người sáng tạo lần 2, đạo diễn là người sáng tạo lần 3, nếu chưa đủ đô, đạo diễn sẽ yêu cầu diễn viên làm lại. Đoạn tâm lý cãi nhau với Lưu cũng không làm khó tôi, vì là diễn viên chuyên nghiệp nên phải làm được mọi tính cách. Anh thơ cho biết thêm, khán giả thường tung hô những vai diễn tính cách tốt, nhưng từ khi chị Hòa phản ứng với Lưu thì chị bị nhiều người ghét. Nhưng việc ném đá là việc của khán giả, còn việc của nghệ sĩ là phải bộc lộ vai diễn của mình khi quay. Bà Hòa của Cuộc đời vẫn đẹp sao cho biết thêm, khi đọc kịch bản đến đoạn cãi nhau tay đôi với nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải, chị biết ngay khán giả sẽ ghét mình. Nhưng chị vẫn diễn tới cùng và không sợ bị ném đá. Xã hội có người tốt, người xấu và phim cũng vậy. Đạo đức của một người nghệ sĩ không cho tôi từ chối vai Hòa. Bị ghét vì diễn vai xấu tức là mình diễn cũng không tồi, chị nêu ý kiến. Anh thơ thấy nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải diễn rất tốt. Trước khi diễn cảnh cãi nhau với đàn anh thơ cũng đã tham khảo một số phân đoạn tương tự của nhiều phim. Tôi nói với anh Hải, em có xem một số phim nhưng không ấn tượng với cảnh thông gia cãi nhau lắm nên tôi muốn cùng anh Hải làm khác. Một số câu thoại là tôi tự thêm, nhưng khi thêm đạo diễn chấp nhận. Diễn viên có giỏi đến mấy mà vào vai không có đất diễn thì cũng không thể bung lụa được. Nhưng với một kịch bản hay, diễn viên giỏi, đạo diễn, quay phim tốt thì là một điều tuyệt vời, nữ nghệ sĩ bộc bạch. Anh thơ sinh năm 1973, chị hiện công tác tại nhà hát tuổi trẻ. Đam mê ánh đèn sân khấu và kịch nói từ khi học cấp 2 nên diễn viên. Anh thơ bí mật đăng ký dự thi Đại học Sân khấu Điện ảnh bên cạnh hồ sơ Đại học Y và Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Nhận giấy trúng tuyển của cả ba trường, diễn viên anh thơ giấu báo gọi nhập học của Đại học Y để theo đuổi đam mê của mình. Nhiều người không khỏi sốc trước quyết định táo bạo này của anh thơ, nhưng nữ diễn viên luôn khẳng định chị không hối hận về lựa chọn của mình.